đứng lên đi làm kiếm tiền, mồ hôi nước mắt của mình đi kiếm đó. Cái nào mình lo cho gia đình là lo cho cha mẹ thì lo cho con, cái nào mình phần mình lo cho cha mẹ, lo cho ông bà, và mình lo cho con của mình, xong rồi còn dư thì mình có thể mình bước vô một cái ngôi chùa đó, mình thấy cái ngôi chùa đó không được giàu nghèo, Phật tử không đến đó để cúng dường, để xây chùa chiền, sửa chữa cho chùa chiền, thì mình bỏ vô 500 hoặc 1 triệu gì đó, mình cũng có cái công đức, mình cũng có cái phước lớn rồi, chính cái đồng tiền mình đã làm ra. Mình đừng nên mình dựa vào cái đồng tiền của người ta mà mình đi làm từ thiện. Mình không có hưởng được phước đâu em ơi. Chứ nói thật, mình không bao giờ được nhận phước. Cái người bỏ tiền vô đó, người ta nhận được phước, chứ mình không có được nhận được phước nha. Mà mình còn phải ăn cái đồng tiền của người ta trong đó, là tất nhiên mình phải tu cho người ta, mình phải đi làm phước cho người ta. Đó, chỉ nói như vậy đó. Mình mới chính thức là người mình về phiên nó. Về còn phải ngồi đó binh vực. Tôi yêu cầu cô có bên nó là cô quay trực tiếp cho tôi biết cái mặt của cô đi. Cô ở cái nước nào? Đó. Ở Việt Nam cô ở đâu? Qua cô ở cái nước nào? Cô cho biết cái nước đó, cô ở cái nước đó đi. Chỉ là cô ở cái nước đó, cô cũng là người nghèo khổ, ham ăn nhát làm, do nên cô thấy cô quen này từ mấy tháng nay, đâu có thời gian, chưa được nửa năm, lên chỉ nói có bao nhiêu chuyện đó mà được một ngôi nhà, mà được tiền tỷ. Cô muốn về cô để học hỏi nó, đặng cô đi ra nước ngoài cô lừa đảo nữa có phải hay không hả? Nói về người Việt Nam của mình có gia đình ra nước ngoài, 100 người chỉ có 1-2 người có nhà thôi, còn bao nhiêu hoàn toàn là mướn không. Tôi nói sự thật, tôi đây là chính là người cũng mướn nhà đó. Theo như tôi nhìn cái em này muốn về học hỏi quen, đặng đi ra nước ngoài nói như cái lời của quen như vậy, đặng để lừa đảo ở nước ngoài nữa có phải không đó. Tôi yêu cầu em ở nước nào cho chị biết đi, đặng cho cái nước của em ở phải cẩn thận, đừng nên sau này đừng có nên nghe những gì em nói. Em đã về Việt Nam, em đã học hỏi quen, đặng để ra nước ngoài em lừa đảo à. Tôi thấy bây giờ bên quen bất chấp, nếu tôi nói những cái này lên, bà con cô bác nào có thấy hay thì cứ đưa lên cộng đồng mạng giùm cho tôi, cho đến cái cô đó, đến cái cô mà để ngồi mà biện hộ cho quen và trường. Tôi nói thật, bây giờ tôi yêu cầu nếu cô còn trực tiếp nói chuyện với trường và quen thì phiên trường và quen phải nhà ai về đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, có vợ thì về vợ, có chồng thì trở về chồng đó. Nhà cửa bây giờ cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ, có tiền có nhà có cửa rồi, về ở lại gán lo làm ăn, đem hai đứa con về nuôi đi nha, đừng có nên đưa lên cộng đồng mạng nữa, tội nghiệp hai đứa con lắm. Tôi nói sự thật, nếu quen và trường có nghe, mình là một người đàn ông cũng có mặt với đời ha, không phải là người đàn ông mà quá tồi tệ mà đi cái con đường này nha. Con người của mình, người đàn ông, người con trai lớn lên mặt mày coi cũng được, cũng đẹp với đời, tại sao mà mình đem cái mặt của mình và cái thể diện của mình và cái uy tín của mình mà để cho cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước đã chà đạp mình như gì, chửi rủa như mình như gì, dằn vặt mình như gì. Đó. Em nằm đêm em suy nghĩ đi, coi chế nói như vậy có đúng hay không. Không phải là tôi là chế nữa,
tôi đáng là mẹ của Trường. Nói thiệt, Trường mới ba mấy tuổi, cỡ như Trường tôi đẻ hai lần còn được nữa. Tôi nói thiệt, theo như tôi có chồng sớm con tôi năm nay có khoảng gần 40 rồi đó. Tôi nói thiệt, ba mấy chắc 40 có. Tôi phiên cậu Trường, cậu sẽ nghĩ lại cậu thương ông bà tổ tiên của cậu nè, ông bà của cậu nè. Cậu làm như gì, cậu nhìn đi, ông bà cha mẹ của cậu đi ra đường có mặt mũi với bà con cô bác không? Người ta sỉ nhổ, người ta nói cái ông đó, ông có thằng cháu như vậy, lừa đảo như vậy, đi quay người vợ người ta rồi ôm vợ người ta luôn đó. Rồi mẹ cái con nhỏ đó, mẹ của anh Trường đó, mẹ cái con nhỏ đó, con của nó đi lừa đảo đó, đi quay người ta giết rồi ôm vợ ôm con người ta luôn, ôm vợ người ta luôn đó, đẩy con người ta vào chùa luôn. Tôi nói này, cái lời nói của tôi, nếu ai có nghe đúng thì gán cầu mong niệm Phật giùm cho tôi. Cô này nói đúng quá. Niệm Phật 3 tiếng cho ơn trên độ hộ cho cậu Trường và quen đường ai nấy đi, hãy trở về mái ấm gia đình với vợ con, và trở về gia đình mái ấm của quen chồng và con để sống với nhau, đừng đi con đường này nữa. Gán xin niệm Phật ơn trên cho Trường và quen phải cách xa ra, cho cái cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước cho được yên ổn và tốt đẹp. Nước ngoài cũng là tốt đẹp, nói chứ người ta có gia đình đi nước ngoài, người ta cũng thấy những cái chuyện này, người ta cũng bất xúc. Trời ơi, sao mình đi ra nước ngoài mình thấy cái nước của người ta đâu có như ở nước mình đâu. Người ta cũng tủi, cũng buồn của người ta ở Việt Nam, sau này người ta trở về Việt Nam, trời ơi, thấy đi ra nước ngoài thấy cái nước người ta thông minh và tốt đẹp quá, chùa chiền cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt đẹp hết, mà tại sao cái nước Việt Nam của mình bây giờ có cái cô này cái cậu này lên mà làm ô uế quá, bẩn thỉu quá rồi, thôi không muốn về nước đâu, nhục nhã quá, nhục nhã quá. Tôi nói gì có đúng hay không đó. Tôi phiên bà con cô bác, nếu ai có về Việt Nam, phiên cậu Trường và em quen, phiên hai cậu hai người này trở về nơi cũ hết đi, lá rụng về cội đi nha. Có vợ thì về vợ về con, còn có chồng thì về chồng về con đi, đừng có làm như vậy nữa. Một cái người cậu Trường, tôi nói thật với cậu nha, không biết cha mẹ của cậu như thế nào, chứ gặp như tôi mà con tôi như vậy nha, đi luôn, mày đừng về đây mà lén phén, mày đem cái mặt mày về đây. Mày đã đem ông bà cha mẹ mày đạp xuống sình đó rồi, mày đi ra khỏi nhà tao, đừng nên về nhà tao. Mày nhìn lại cuộc đời của mày đi, trai tráng lớn lên mà mày đã đi vào cái con này đó, đi vào cái cô này. Cổ là một người không được đàng hoàng đó, có chồng ba bốn đời chồng, hai ba đời chồng, con thì cũng bỏ vào chùa đó. Mày đi con đường này, mày nhìn lại cái bản thân mày đi, mày nhìn lại bạn bè mày đi đó, mày nhìn lại bạn bè mày có như mày hay không. Tại sao người ta đi ra đường được danh thơm tiếng tốt, còn mày đi ra đường mày bắt tay với cô này, mặt mày mày để vào đâu đây? Người ta chà đạp sỉ nhổ cỡ nào hả? Tôi nói những câu này, nếu cậu Trường có nghe được thì cậu Trường phải gán đi, suy nghĩ kỹ đi nha. Cậu đừng có làm như vậy, sau này nghiệp cậu rất nhiều. Tôi dám bảo đảm với cậu và cô quen luôn, hai người ở với nhau không sanh con thì có thể sau này cuộc đời mình được thông thả nha. Nếu cậu và Trường, cậu Trường và quen, nếu ăn ở với nhau sau này có con, tôi dám bảo đảm với cậu Trường và cô quen, nếu con của cậu và cô quen mà đẻ ra, hai người ở với nhau mà sanh con đẻ ra, nếu sau này có được bình thường, tôi không bao giờ đi bằng hai cái chân
tôi sẽ đi bằng hai, bằng cái đầu của tôi. Tôi nói thật, sau này cậu có con với Quen, cậu sẽ nhìn con của cậu và Quen. Cứ ôm ấp vào lòng nha, không được đi bình thường như người ta, không được bình thường như những đứa con của người ta nha. Tôi nói cho cậu biết, nghiệp sẽ quật cậu và quật cô Quen này. Con của cô Quen bây giờ bình thường, không có gì hết, đã quýt vào chùa đó. Sau này cậu với cô Quen ở với nhau có sanh con rồi đó, không có được mà đi như hai đứa con của cô Quen đâu. Lúc đó cậu và cô Quen phải ẵm bồng và mua chiếc xe để cháu lên mà để đẩy đó, không được đi đứng nha. Tôi nói cho cậu và cô biết, nghiệp của cậu và cô, sau này cậu và cô có con rồi sẽ biết nha, là cậu với cô sẽ lãnh đủ đó, lãnh đủ đó nha. Tôi nói như vậy thôi. Sẽ nói thêm một câu nữa tôi gửi lên, là tôi nói những cái này tôi phiên các em mà về ở nước ngoài, về phiên Quen nhà trường đó. Thôi cô xuống đi, cô đừng có mà phiên nữa nha. Cô mang cái tiếng từ nước ngoài về, mà cô về cô còn muốn bôi bác cái nước Việt Nam mình nữa hả? Cô xuống đi nha cô.